Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, tại Văn Giang xuất hiện ổ dịch mới với 10 ca bệnh cùng trong công ty Codinco đang thi công xây dựng một số công trình ở khu đô thị Ecopark. Ca đầu tiên ghi nhận sau khi xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang ngày 22 tháng 11 khi có dấu hiệu sốt, mệt mỏi. Sau đó, một số người có liên quan trong công ty và ở khu trọ cùng với ca đầu tiên ở xã Xuân Quan đi xét nghiệm thì phát hiện thêm 9 ca dương tính. Trong đó, một số người thường xuyên đi về giữa Hà Nội, Bắc Ninh và Văn Giang. Huyện Văn Giang đang tiếp tục thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc và khoanh vùng, cách ly y tế. Huyện Phù Cừ ghi nhận chùm 3 ca bệnh trong cùng một gia đình. Từ tỉnh Đồng Nai về đã được cách ly tại nhà ngay sau khi trở về. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 1 ca, có lịch sử dịch tễ, đi du lịch từ Phú Quốc và Hà Nội về. Huyện Khoái Châu ghi nhận 1 ca là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung. 1 ca còn lại là lái xe đường dài từ miền Nam về phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.